nhưng chưa thấy ai vô. Có không, có ai hỏi không? Ai hỏi không? Ba chàng lính người Lâm đó có hỏi gì không? Có ai hỏi chưa? Chịu được chân á, trên trời dưới đất cái gì ngộ được chân, ừ hỏi gì được, miễn sao cái gì mình không biết mà nè, mình muốn muốn có sự hiểu biết. Anh con nói là học đại học xong rồi nên đi du học nước ngoài đi, xong rồi về để có việc làm không? Wow. Cái tiền đi du học nước ngoài ở nhà mở công ty đi. Không, mình được tài trợ gì đó thầy. Được tài trợ miễn phí hả? Được tài trợ miễn phí thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất mình phải cân đo đong đếm là nếu như mình ở Việt Nam thì cái cơ hội sống mình nó nhiều không, nếu mình đi nước ngoài thì cái cơ hội giúp mình nhiều không, đúng không? Tại vì mình đi nước ngoài mình đâu biết đi nước nào đâu, rồi phải coi cái nước đến là cái nước nào, văn hóa của nó làm sao, chính trị của nó sao, kinh tế của nó sao, giáo dục của nó làm sao, phải cân đo đong đếm tất cả những cái điều đó. Còn cái việc mà nói đi nước ngoài về có dễ kiếm việc làm hơn không, xin thưa không, không không, hai cái đó không khác nhau. Mình nước ngoài về nó khó kiếm việc làm hơn nữa. Do đâu biết khó kiếm việc làm không? Tại đi nước ngoài về người ta mướn ta phải trả lương cao hơn, không ai muốn. Ngay cả Việt Nam đây, giữa mướn thằng đại học, mướn thằng cao đẳng, ta chọn mướn cao đẳng không mướn đại học mà. Ủa các bạn có biết chuyện đó hả? Tại vì cái ngạch lương á, cái ngạch lương nhà nước quy định á là đại học phải cao hơn, trả tiền phải cao hơn. Ví dụ như tôi mướn giáo viên ở đây mà giảng dạy cho quý vị cũng vậy. Ví dụ cái người bằng thạc sĩ trả lương nó phải khác. Chứ không thôi là bên Sở Lao động Thương binh Xã hội họ cầm đầu. Thì cái đó là cái ngành lương của mỗi một cái cấp bậc khác nhau, nó sẽ khác nhau. Cho nên á, cái công ty không ai muốn mướn người trình độ cao hết trơn. Vì sao? Thứ nhất, mướn về làm cũng không được gì. Cái thứ hai, mướn về trả tiền có tốn như hơn. Chị mướn chị, nó mấy đứa dở mà cái bằng nó thấp thấp á, dễ. Mà thêm mấy cái đứa đó nó dễ dạy nữa, tại vì nó không ảo tưởng sức mạnh á. Cái vô cái người ta hướng dẫn cho làm cái là làm thôi. Còn mấy đứa mà đu dây điện không á, mướn vô khó lắm. Mà thêm mà mấy đứa từ nước ngoài về nữa, nó mang mầm móng WeWork nữa, khó dạy lắm. Cho nên đó, mà nước ngoài á thì mình làm, mình sẽ dùng mình làm công ty nước ngoài luôn á thì ừ được, tạm được. Chứ mà nước ngoài về Việt Nam làm khó làm lắm. Cái đó đâu ai nói cho biết đúng không? Đi xong rồi đi chết rồi. Ra rồi về làm thì làm như tiền nó trên trời rớt xuống sẵn cho con ngoài đường nghe. Sao Tân hỏi gì? Thầy có ý kiến là vâng. Nghĩ nếu mà đi nước ngoài du học mà để có thêm kiến thức á, cái gì mà người ta không có dạy thì đó là nên. Ừ đúng rồi. Nhưng mà đi cái việc làm thì ừ. Tại vì nghĩ là việc làm mình chỉ mong tới năng lực. Chính xác. Nó còn nhiều thứ lắm, tức là bữa nay cái bài mà chuẩn bị hồi nữa là tới nè, tiền bạc nè, là nó đi sâu vô cái câu mà các bạn mới vừa nói luôn đấy. Nè. Còn mà giống như Tân nói, tôi đồng ý đó là nếu như ở Việt Nam còn cái gì nữa học nữa, đi nước ngoài học. Còn nếu mà ở Việt Nam mà còn khối thứ mà còn không chịu học nữa, thôi lo học đi đâu, bon chen với đời chứ chốt khổ vậy. Nãy tôi nghe cái bấm có đứa nào vô đó, sao vô coi không đứa nào vô. Chắc mới gớt rồi. Hỏi tiếp đi, tiếp đi. Anh chừng nào bắt đầu con Tú cho hay nghe. Cho hỏi hết giờ đi. Hỏi đi. Ồ, nay thêm vào 4 hàng với 4 người đẹp quá. Ngồi đẹp. Trên này lũng hai lỗ. Thì học mà không có điều á, không đẹp. Liêm hai nữa, đẹp. Chứ người mình đâu có những khái niệm người đẹp, người xấu đâu. Hỏi lại chim sao hả? Thôi đi. Dạ. Không có thấy hiện lên. Nãy tôi nói nghe cái bụng tôi vô tôi coi mấy ái chánh. Chắc là vô trở lại thêm một cái nữa đi. Hỏi đi Nhi, cái gì hỏi không? Không có gì hỏi.
chưa nhớ tên được ai. Tân là đi nhiều chứ nhớ. Nhi là cũng đi bên lớp kia nên nhớ. Trang là cũng có xuất hiện lớp buổi sáng nữa cho nên cũng nhớ. Hằng học nhiều và cũng nhớ. Còn hai bạn là tôi cũng nhớ. Tên gì nói lời nhớ cái coi. Nhớ quạo không biết chứ nó quạo. Quạo. Toàn thôi, hồi nhất thôi Toàn. Lợi. Toàn này chụp tên trong Hà Thanh Toàn. Biết Hà Thanh Toàn không? Chọn biết Hà Thanh Toàn ha. Nó học cái chữ của ổng mà nó biết ổng. Ông hiệu trưởng này không thớ á. Này Lợi này Toàn. Ủa Phường nó còn Phường nữa đúng không? À vậy hả? Rồi có ai hỏi gì không? Không có gì hỏi nha. Gì thì học đề tiếp. Ok. Vậy cũng như mọi lần trước, trước khi đến với bài mới thì cũng phải để yên tâm cái bụng là nhắc lại bài cũ xíu. Thì mình đã học, mình đang chuẩn bị học qua lãnh đạo tiền bạc. Nhưng mà trước lãnh đạo tiền bạc mình đã học được cái gì? Giơ tay. Ai nói giơ tay? À, học ở trong lãnh đạo ngoại giới là có mối quan hệ với tiền bạc, tiền còn có mối quan hệ. Từ trước đến nữa. Trước đến nữa là học ngoại giới là có quyết định với cảm xúc. Rồi, trang giới nội giới phần quyết định học gì không? Nói đi. Quan trọng với một cái nhưng mà hai tiêu chí cái đồ thị đó nhớ được một nửa của chân lý thôi. Cái gì mà hồi lúc đó ví dụ này nó ngủ đây nè, cái nó đau cuộc thừa là cái chết á, một cái phải chở đi liền. Cái gì hồi e là người ta kiểu gì? Cấp thiết rồi. Cấp cái nào cũng được nhưng mà nó chung cái nghĩa là được rồi. Thì hai tiêu chí để xác định mình nên chọn ưu tiên cho cái nào thì nó là khẩn cấp và yếu tố quan trọng. Rồi mình đấu học chỉ có nhiêu thôi đó. Anh nhớ không? Anh nhớ không ta? Mình đã có quyết định. Mình đã học những cái gì thì có quyết định. Mình đã nói về mức độ ưu tiên rồi nè. Còn gì nữa không? Năm cái đường đi. Cái gì? Mặc dù cái hành là cái hành đường đi chứ không phải. Tiêu chí. Để gì? Năm tiêu chí để. Có năm cái tiêu chí thì có một quy định thôi. Chắc là được ta. Đọc đi. Rồi đọc cũng được nữa. Thứ nhất là phù hợp với mục tiêu công việc. Cái thứ nhất cái đó cái thứ hai rồi, cái đó thứ hai nằm ở trên chữ nhỏ nữa. Trời ơi, đang đọc đúng chỗ mà đang nói cái thứ hai đó, bạn đọc tân hai nào ơi là tân ơi. Ơi là tân ơi. Cái số một là gì? Mục đích cuộc đời. Mục đích cuộc đời xong mới tới mục tiêu công việc. Ví dụ như tôi nãy giờ tôi mô tả lại cho các bạn là tôi nhớ bằng tư duy hình ảnh á. Cho nên cái hình đó đó
cái hình của cái bài nó chụp nó trong não của tôi biến thành cái này 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 nè, hiểu không, hiểu không? Ồ cái hình nó nằm chấm á, cho nên rà lại tôi chỉ cần rà từ trái sang phải rồi là tôi nhớ được. Vậy thì các bạn coi các bạn thuộc cái tip nào để mà mình biết cái cách mình nhớ, hiểu không? Dạ, bạn thành luôn rồi đó. Còn cô này là cô nhớ con đường, chắc là nhớ màu, tự nhiên màu sắc. Con đường dẫn tới quyết định tới đâu cả. Còn gì nữa không? Này nè tao. Trời ơi, thiệt luôn á, ngày nào cũng tụng lại đúng câu này luôn. Các bạn học thôi, các bạn không nhớ rồi sao các bạn xài. Bởi vì có sai đâu. Nè, quyết định là chỉ là một khoảnh khắc on hoặc off, không có trạng thái liên lửng được đâu. Ừ. Đi tiếp, đi tiếp. Tôi mà biết gì là không có gì cho kiểm tra cuối khóa. Gớt và khỏi chứng nhận. Dễ quên quá, sao các bạn dễ quên quá. Rồi mình đến lãnh đạo tiền bạc nha. Thì có lẽ chắc xong phần này đi rồi, xong bài 3 đi rồi mình bấm ôn tập sao. Ôn tập. Thì có một cái câu như thế này là đuổi theo tiền bạc thì bạn sẽ có tiền bạc, nhưng mà bà rồi bạn chỉ có tiền bạc thôi. Các bạn hiểu câu này như thế nào? Lớn lên, lớn lên. Cho các bạn trên mic với trên live stream. Rồi, ở dưới có... như là Hồng Trinh chưa vô hết nè. Chưa ai vô hết. Còn nhắn bạn vào lần cũng được, vào hai lần. Hai lần được, vào ba lần còn nào được thôi. Nhiều khi cái mic nó bình bệnh vậy. Thì mình đợi Trinh vô cái ha. Rồi, trong có ai có suy nghĩ khác không? Hoặc là cũng suy nghĩ đó nhưng mà muốn nói cái ý của mình ra về cái câu nói này. Ai không? Trên đây Nhi thì sao? Giống ý. Giống ý. Tên sao? Mình bảo cái gì hãy cho suy nghĩ của mình ra là cái này giống như là cái việc mà mình chọn cái nghề nghiệp của mình vậy đó. Nếu như mà mình chọn cái nghề nghiệp mà lý do chọn nghề nghiệp là làm cái nghề có tiền, có nhiều tiền, cái xã hội nó cần, thì khi mình theo nghề đó thì mình đã mất cái giá trị khác, mình nghĩ cái tiền thôi. Nên trong công việc thì mình nên chọn cái nghề nghiệp mà mình hiểu nhất. Thì nếu mà mình thật sự giỏi về việc đó thì cái tiền bạc, giá trị kinh tế tự nó chạy lên mình, nếu mình người giỏi nhất. Còn mình chọn cái nghề mà gì tiền bạc thì mình không thích, mình sẽ làm gì sẽ thích. Toàn Toàn là đặc biệt đó nè, coi ý tưởng đặc biệt. Nhưng Toàn đặc biệt lắm. Quên mất quên. Cho nên không cần nhìn nó có mấy chữ mà nói, nãy giờ nó đi nó lại đó. Sao vậy? Trời, nó không hiểu gì hết trơn á, giải thích ra đi. Chưa chắc à. Chưa chắc là chủ sòng bạc không, nó đỏ bạc mà tình nó đen. Chỉ có mấy đứa đi chơi sòng bạc mới mà đỏ bạc đen tình thôi.
tình nhiều khi không mà có, tình năm năm có như không. Vậy hả, chị chết tính thì chết thẳng hả? Ổn chị thì mình có tiền thì đến lúc này nó cũng đến với mình quá. Vậy hả? À, sao tới đâu? sao tới đâu? Sao làm sao? Có hình dung không? Gõ ra chết rồi, kiểu này em đi cưa bồ thì sao? Em tự im hiểu đi. Tự im hiểu lòng tôi đi. Các em nói đi. Tự im hiểu lòng tôi đi. Rồi còn nó đi luôn. Diễn đạt phải coi. Trời ơi ông giáo ơi, đừng ông dạy cho ta nữa. Ông phải diễn đạt cho người ta hiểu. Ông kêu học sinh tự hiểu đi. Ừ, mày tự hiểu đi. Bây giờ các bạn này đi suy nghĩ tích cực chứ tôi không có được tích cực vậy luôn á. Tại vì mình theo đuổi tiền chưa chắc có tiền nữa. Các bạn theo đuổi tiền mà ngồi nắm tiền rồi các bạn hay thiệt. Chưa chắc à. Chưa chắc được mọi thứ đoạn mà có được tiền đâu. Bây giờ chỉ biết tiền trong con mắt không có tiền trong con mắt thôi chứ ngoài thai không có đồng nào. Chắc là cái câu này ngay từ cái vế đầu tiên á, là đuổi theo tiền bạc bạn sẽ có tiền bạc, đó là một khẳng định chưa chắc rồi. Các bạn bị dụ. Ừ, chưa chắc theo đuổi tiền bạc mà đã có tiền bạc nữa. Chứ đó mà cứ theo đuổi tiền bạc mà ngồi trên đống tiền hả? Còn lại sao? Sau khi đã biết mọi người bị dụ thì thì lại giờ tình nguyện đi trên con đường cũ. Để đuổi theo tiền bạc thì chưa chắc có tiền bạc gì sẽ có được tình yêu. Có cái gì lắm. Đó, cái vấn đề nào mới đó đó. Mất cái gì là chạy. Hồi nãy mình có nhắc lại về cái năm cái yếu tố quyết định cho một năm yếu tố ảnh hưởng cho đến một quyết định có tốt hơn hay không đúng không? Thì cái tiêu chí đầu tiên là cái gì? Nãy cái tầng tầng thiếu đó. Tiêu chí đầu tiên là tập. Tập coi lại. Rồi có thấy không? Nữa ta lại cứ mục tiêu công việc hoài. Nó hàng hai thôi. Ừ, cái quan trọng hơn mà nó quên thiệt chứ. Tức á. Cái gì? Trời ơi, cái đó thứ tư rồi. Cái lửa giọt tù. Trên này có ai nhớ không? Nhắc tâm kìa, trời nãy nó nhắc rồi đó. Buồn tâm nè. Không nhắc. Nhớ không hả? Số 1 là gì? Mục đích cuộc đời là số 1. Được không? Cuộc đời mình có thể bỏ công việc đó làm công việc khác cũng được nữa. Nhưng cuộc đời mình không có bỏ cuộc đời mình được. Và cái mục đích cuộc đời mình đặt ra cái gì thì mình sẽ đuổi theo cái đó đó. Và mình có đuổi theo tiền bạc hay không mình nằm ở chỗ mục đích cuộc đời đó. Và quyết định mình đuổi theo hay không quyết định là mình có on hay off với cái quyết định đó không đó. Là mình cũng đã học về cái chuyện đó rồi luôn đó. Trời mới tính giờ mới hiểu. Sao bữa không hiểu mà hỏi. Đúng không tôi cho hỏi bộ. Muốn xỉu. Muốn xỉu luôn. Tăng nhỏ lộn chinh vậy. Vẫn chưa có ai vào cả. Kỳ ta. Coi live stream nha. Ok.
Rồi, vậy thì đuổi theo tiền bạc có thể sẽ có tiền bạc hoặc cũng có thể không có tiền bạc, vì là sẽ mất cả chì lẫn chài. Nhưng cuối cùng mình có cần tiền không? Cần chứ, rõ ràng đó, một thực tế rất là rõ ràng cho chúng ta. Vậy thì chúng ta cần tiền như thế nào thì mình sẽ đi giải quyết trong cái việc mình đi lãnh đạo cái chuyện tiền bạc như nào trong bài này. Vậy thì trước khi mình để mình cần biết được chúng ta có cần tiền hay không thì mình phải biết được định nghĩa tiền là cái gì trước, đúng không? Đây là một cái khái niệm nó được học trong giáo dục công dân lớp 10. Tiền là vật ngân giới chung dùng để trao đổi buôn bán để thuận tiện. Thì khi mình biết được tiền nó là cái gì rồi, nó chỉ là một thứ đem ra để làm một cái vật ngân giới chung thôi, và nó dùng cho các mục đích để trao đổi buôn bán, chứ nó không phải là cái gì quá lớn, nó không phải là một cái gì nó quá vĩ đại cao cả đến nỗi là mình phải quỳ gối trước nó và làm nô lệ cho nó. Nó chỉ là một cái vật để ngân giới chung để mình làm mọi thứ cho nó thuận tiện thôi. Cho nên mình cần tiền không? Cần. Và chúng ta cần tiền để đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Tiền chúng ta dùng để làm như vậy, và chúng ta cần tiền với một mục đích như vậy. Đó phải cái đời để đổi theo tiền, đúng không? Khi chúng ta đã đáp ứng đủ các nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày rồi thì mình còn có những thứ khác để mình chăm lo cho cuộc sống của mình hơn. Thì nếu như tiền được xét dưới góc độ là một cuộc sống vật chất của mình thì cuộc sống tinh thần của mình cũng xứng đáng để được lo như vậy đó các bạn. Chúng ta đuổi theo tiền, chúng ta lo kiếm tiền thì đúng là tiền nó cần, và tiền nó cần để đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày của chúng ta. Nhưng nếu cuộc sống tinh thần không lo thì mình làm thế nào với cái đống tiền đó? Làm thế nào với cái nhu cầu cá nhân dù đã được đáp ứng đó nhưng nếu sống không hạnh phúc thì làm sao? Đúng không? Có bạn nào từng rơi vào trạng thái đó chưa? Có tiền nhưng mà cảm thấy cũng còn khó chịu á. Mình có nhưng mà mình muốn có nhiều hơn nữa. Có nhưng muốn có thêm. Thấy chưa đủ? Có chứ, đúng không? Rồi các bạn mai mốt, khi các bạn mai mốt đi làm, các bạn cũng sẽ mang cái tư duy như vậy. Các bạn kiếm được lương một tháng, các bạn muốn kiếm được lương nhiều tháng hơn. Rồi không biết khi nào các bạn sẽ kiếm được cái mức gọi là đủ cho bản thân. Rồi các bạn quay qua suy nghĩ là mình biết đủ là mình hạnh phúc, cái đó còn sai nữa. Rồi bao nhiêu là đủ nè, rồi đủ về cái gì nữa, cái đó mình sẽ bàn sao. Các bạn có thể ghi lại câu hỏi ha, cuối giờ mình sẽ vẫn có phần vấn đáp như mọi khi. Thì có thể ghi lại câu hỏi để tới đó mình hỏi. Bởi vì vấn đề nào ra vấn đề đó. Vậy thì ta để tiền làm chủ hay là ta làm chủ tiền đây? Dĩ nhiên là ta phải làm chủ tiền. Và khi chúng ta phải bị tiền làm chủ, nghĩa là khi đó chúng ta trở thành nô lệ cho đồng tiền, là bị đồng tiền chi phối, bị đồng tiền ảnh hưởng. Chúng ta bắt đầu đem ra những cái tiêu chí để đánh giá một con người dựa trên tiền bạc. Lương của anh một tháng bao nhiêu, lương của chị một tháng kiếm được bao nhiêu, gia đình anh có bao nhiêu nhà, bao nhiêu lầu, đó, các thứ giống như vậy. Rồi các bạn sẽ sống một cuộc sống vật chất nhiều hơn. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ chúng ta, những cái điều ngày hôm nay tôi nói cho các bạn nghe không phải là các bạn mới nghe lần đầu, đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta vẫn đuổi theo? Mới. Tôi nghĩ là tại vì trong cái xã hội này mọi mình sợ lẽ thôi, mình không dám đi ngược lại như là họ. Đa số ai cũng vậy, những người làm các người mình không có đủ vấn đề. Nhờ đủ ổn định chứ nè. Chưa luôn. Cái nó gật đầu rồi. Còn mấy bạn này là chưa được, mấy bạn này chưa tốt nghiệp được. Mà nó tốt nghiệp được. Trời hôm nay là cũng gần cả chục rồi mà còn chưa nữa. Lãnh đạo tới giờ rồi mà vẫn còn chưa nữa. Tại sao mà các bạn từng thấy mình không đủ ổn định? Thấy nhỏ bé. Nhỏ bé quá hả? Vậy là mình phải ăn cho bự lên. Tức là
mình không có đủ cái sự hiểu biết, không có đủ cái lý luận để trả lời tất cả những cái câu hỏi mà người ta đặt ra, người ta chửi vào mặt mình. Đồng ý không? Rồi cả mình tự đặt cái chức bản thân mình. Rồi mình cũng không biết cái đường nào để mình bò ra nữa. Mặc dù là mình nói là thôi tôi muốn có hạnh phúc, tôi muốn lệ thuộc vào tiền, nhưng mà không có tiền làm sao tôi sống ta. Thôi tiền nó sẽ đem đến tôi hạnh phúc, vậy thì tôi phải đi kiếm tiền. Mà đi kiếm tiền thì vậy tôi để hạnh phúc, để nó đi vòng 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 vậy. Vì là do đâu mà mình đi vòng vòng như vậy? Do mình ngu. Thế mình không có biết đường ra. Không biết đường ra nhưng mà mình vẫn đi kiếm tiền. Tức là mình chấp nhận con kiến bò trên miệng chén, con kiến bò trên cành cục, bò ra bò vào. Tại vì mình đâu có đi đường khác đâu. Nếu như một cái người mà người ta thấy là người ta bị ngu cái này, thì người ta đi giải ngu thì hết ngu. Nhưng mà một người nói là tôi không biết cái đó, nhưng mà thôi kệ đi, vì chừng nào họ khôn lắm, không bao giờ có. Hiểu vấn đề không? Vậy thì mình bệnh chỗ nào đi giữa chỗ đó. Đau răng mình đi uống thuốc đau bụng thì chừng nào hết, chừng nào rụng luôn cái gan nó đi hết. Nhớ nha, quan trọng lắm nha. Và cái đó là nó mở ra, nó ứng dụng trên tất cả các bệnh viện khác nhau luôn ấy. Chứ ví dụ như tôi nói các bạn bên đây có bạn sư phạm, các bạn kinh tế, nhưng mà giả dụ như các bạn sư phạm sau này ra bạn làm kinh tế, vậy thì với kiến thức sư phạm bạn làm kinh tế được không? Làm nghi còn chết. Làm thì được đó, làm thì sát nghiệp rồi. Vì bạn muốn làm kinh tế thì bạn phải có kiến thức kinh tế, do đó mà phải tự mày mò mà học hỏi kiến thức kinh tế. Hiểu chưa? Đó, mình biết mình muốn làm cái gì thì mình phải đào vô trong cái đó để mình học hỏi. Cũng như vậy, những cái câu hỏi mới vừa rồi khuất tất đi vòng không ra, chứ mình phải đào vô để mình đi ra chứ. Đi vòng ấy thôi kệ đi, cứ đi vòng thì không bao giờ ra được. Mà những cái câu hỏi mà kiểu giống như vậy đó, nó ó đâm lắm. Nhiều người đi cả đời để trả lời câu hỏi đó thôi. Vậy đó mà đâu có ai ghi lại để hồi nó hỏi đâu. Được không các bạn? Cái vấn đề vẫn phải nằm ở đây trước, phải thông suốt ở đây trước, phải có kiến thức ở đây trước, thì mình mới biết cái cuộc đời của mình sinh ra mình sống để làm gì. Và nó mới ảnh hưởng tới các quyết định của mình on hay mình off cái hành động nào. Và tiền bạc cũng tương tự như vậy. Rồi thì khi nếu như ta đã làm chủ được tiền, thì khi đó cuộc sống ta sẽ có thể thoải mái hơn. Nhưng mà có lẽ nó sẽ có được nhiều cái hạnh phúc hơn nữa, sẽ nhiều cái thoải mái nữa và ít bị ràng buộc hơn nữa nếu như ta không sử dụng tiền luôn. Vậy khi nào chúng ta không sử dụng tiền? Các bạn có nghĩ đến cái lúc đó không? Nghĩa là một ngày là ta chỉ làm điều ta cần làm thôi, ta không cần phải mang tiền, phải không? Cho nên nó nghĩ mang thẻ. Quét rồi, đi quét rồi. Đi cà thẻ nữa. Ngày đó hả? Ngày lúc mình còn nhỏ hả? Ngày chào hả? Ngày ba mẹ cho sau này kiểu quên cho mình chồng ra cái kiểu mình tự hát ăn xong không cần tốn tiền mua gì chứ. Mình không làm ra tiền thôi mình không tốn tiền, không sống mình. Ôi trời ơi, được rồi, cách nào hội viên. Làng viên. Nữa nhớ nghe nhớ chừng nào mà cái ước ao đó đủ lớn rồi đó, kiếm tôi nghe. Ồ, tại vì tôi cũng tưởng làng vậy đó. Quay trở lại cái chỗ hồi nãy mình có cần tiền hay không, là chúng ta cần tiền để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, đúng không? Vậy nếu nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mình đã đáp ứng được theo cách không phải bằng tiền, thì khi đó mình cần tiền đó. Vậy thì nhu cầu sinh hoạt cá nhân của mình nó sẽ được chia theo 5 cái lĩnh vực sau đây. Nó gọi là một mô hình hệ thống đồng tiền khép kín. Thì đây chỉ là một cái bài trong T4 lần nha. Đây là một cái bài T4 là một cái lớp T chúng ta rất là cao rồi đó. Thì đây chỉ là trích ra để cho giới thiệu cho các bạn về cái mô hình này thôi. Thì cái mô hình này, tức là cái nhu cầu của mình, nó sẽ tập trung xoay quanh 5 cái vấn đề và 5 cái lĩnh vực sau đây. Thứ nhất là giáo dục, thứ hai là y tế, thứ ba là nông nghiệp, thứ tư là dịch vụ và thứ năm là xây dựng. Nếu như mình hình thành được một cộng đồng, trong đó mọi người đều phụ trách những mảng này khác nhau và một cái cộng đồng đó hoạt động khép kín, thì người này cung cấp cho người kia và cái chiều ngược lại cũng sẽ xảy ra, thì nhu cầu của mỗi người trong làng
nhu cầu của mỗi người trong cái cộng đồng đó có phải cũng đều được đáp ứng không? Vậy thì cái đó mình đâu cần tiền đâu. Tiền vốn dĩ ban đầu nó là một vật ngang giá chung mà, để trao đổi buôn bán. Thì bây giờ mình có cái đổi qua đổi lại xong hết rồi, cái mô hình này sẽ giải quyết được cái chuyện mình có còn cần tiền nữa hay không. Nếu như mô hình này thực hiện được thành công, tao có gì muốn hỏi không? Cái chỗ không hợp lý. Ví dụ như mình không thấy nào mà lúc nào mình cũng cần cái này trao đổi. Ví dụ như mình có nông sản thì mình cũng bán, thì nếu mà không chi được tiền thì đâu phải mà có bị đổi với mình không, nhưng mà mình lấy thì nó sẽ bị hơi bị thối. Vì vậy còn cái đồng tiền mà để lại để khi mình lấy hết đi thì còn dư tiền để trong nhà. Còn ví dụ như mà mình dùng tiền để đổi với nhau thì được. Cái nông sản thay đổi nhau thì lúc người ta đâu muốn cầm đâu được đó, thì mình không bán được, mình để đây đợi người ta lại nó đưa tới mình đổ. Tại vì cái tư duy của bạn là cái tư duy vẫn còn tư duy mua bán. Bạn nghĩ là làm nông sản là phải bán. Về tham khảo thêm mô hình vườn rừng, lên YouTube đánh vô mô hình vườn rừng là mô hình nông nghiệp sinh thái. Mà cái mô hình nông nghiệp sinh thái đó rất là mùa nào thì thức nấy, tức là giống như hồi nãy bên chủ thần nói với Hằng nói gì đó, tức là cái nông nghiệp là nó cung cấp lương thực thực phẩm cho bốn cái nhánh còn lại, chứ không phải nó dùng để nó bán thị trường. Giờ không phải nó sản xuất ra hàng tấn thanh long để không ai mua rồi đổ bỏ, nó mới làm chuyện bùi bu đó. Nó làm để tụi nó ăn mà, chứ không phải nó làm để nó sản xuất nó bán đâu. Làm cho cả nó ăn nữa chứ, hiểu không? Cho nên nó sẽ không có xảy ra cái trường hợp mà giống như Tân nói. Tuy nhiên á, là để mà chạy được cái mô hình này không bao nhiêu này, giống như ban đầu nó là giới thiệu qua thôi, nó còn một số yếu tố ràng buộc trong nữa. Thứ nhất á, là cái mô hình này Việt Nam đã làm rồi nhưng mà chưa làm, mà thất bại. Các bạn học lịch sử mà các bạn không biết là đáng tội. Mô hình bao cấp. Mô hình bao cấp là mô hình Việt Nam làm rồi nhưng thất bại. Tới năm 86 dẹp, làm lại cái mới, kinh tế thị trường. Vậy thì quý vị, nếu mà quý vị mà nghiên cứu lịch sử, học lịch sử cho đáng đó, đâu có tại sao nó thất bại. Đi xử lý cái đó. Nhưng cái đó chính là điều kiện ràng buộc của mình. Vậy thì đầu tiên, muốn có được một cái hệ thống mà nó khép kín như vậy, phải có con người đủ năng lực và trình độ. Nếu như mà có một con sâu nó nằm ở trong cái hệ thống này là gì? Nó sẽ đào cái hệ thống này để nó bỏ túi riêng. Khỏi làm. Dẹp. Và mình bị cái điều đó. Hồi bộ cấp của mình bị điều đó. Cho nên không thành công. Tức là cái trình độ dân của mình nó còn thấp quá để có thể thực hiện được mô hình này. Cho nên là không được. Cái thứ hai nó còn điều kiện ràng buộc nữa đó. Là còn cái quan trọng là cái nguyên lý 80-20, phải biết nguyên lý đó không? 80-20 nó về tiệm quyển sách đã đọc. Lý 80-20 ở trong đây sẽ phải cần tiền, nhưng mà chỉ có 20%, chỉ cần 20% thôi. Tại vì phải, vì sao vậy? Để quý vị thấy là vẫn phải cần những cái mối tương giao với điều kiện xã hội bên ngoài, và 20% đó là được. Và nó tạo ra là nó tạo ra 80%, nhưng nó sử dụng chỉ có 20%. Thì còn khoảng còn lại làm gì? Nó phục vụ cho cái cộng đồng đó. Nó phục vụ cho cộng đồng những người xung quanh. Ví dụ đi học miễn phí. Tại sao Việt Nam mình không được? Tiền đâu miễn phí, hiểu không? Tiền không có tiền. Chữa bệnh miễn phí, Việt Nam mình đâu có chữa bệnh miễn phí. Phí thấy mẹ luôn. Tại sao vậy? Không có tiền. Đó, mình phải xử lý hết tất cả đó. Ở đâu ra? Xin thưa, cái phần trăm dư ra đó, nó sử dụng có 20% thôi. Thì còn là một đống nữa là làm gì để làm tất cả những cái phúc lợi xã hội đó. Nhưng mà muốn làm được như vậy thì trình độ rất là cao. Đòi hỏi trình độ cao như vậy ở đâu ra? Ở đâu ra người có trình độ cao? Ở đâu ra? Bốn ông bà ngồi dưới đó đó.
đẻ ra không biết hả? Lời mà anh biết đâu ra sao uống sao con đâu có đẻ được. Gió giáo dục ra, rồi giáo dục mà ra, không giáo dục đâu có, phải giáo dục mới có được. Muốn làm phải có người, người phải gì mới làm được chứ, người xàm xàm là mường mường tượng sơ sơ đấy ha, mường tượng. Mường tượng như là tới một ngày đó các bạn chỉ cần học, thích tập học thôi, tới giờ ăn thì ghé qua bên khu nông nghiệp, ở khu nông nghiệp đó ăn, ăn xong rồi á thì cứ lên hội trường học, rồi về làm, mình có công việc của mình, ví dụ như cái bên giáo dục thì họ dạy, bên nông nghiệp thì họ đi trồng cây, rồi xong rồi đi ăn rồi học rồi làm, đâu cần tiền bỏ túi chứ, có tiền bỏ túi cũng không xài gì chứ. Tại vì mỗi thứ có hết rồi, sai chứ nữa. Hiểu không? Các bạn có đặt ra một cái câu hỏi là tại sao Việt Nam không in tiền cái tiền này nhiều để mà nước mình giàu lên không? Tại sao vậy? Lạm phát là sao vậy? Ủa sao nhiều tiền mà lại mất giá trị? Ví dụ vậy, tôi đem tiền nhiều lại tôi mất giá trị không? Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ nãy mới gần giờ lắc rồi. Ôi trời ơi, nhiều tiền mà không làm giàu, ta giàu ta cách tính thì tiền mà. Rồi tăng, rồi tăng coi. Nghĩ tiền chứ nó phải đi cho cái sản phẩm lúc nào là quốc gia nó làm ra mới được. Còn nếu như mà tiền không có sản phẩm thì lấy gì để gì ăn thôi bán tiền. Yeah, good. Đó, Du nói như vậy Du mới hiểu lạm phát là gì. Còn không thôi là Du chỉ nói lạm phát thôi mà Du không hiểu lạm phát là cái gì. Tức là chi, nãy mình nói rồi, tiền là vật nhân giá chung dùng để trao đổi và mua bán trên thị trường. Chứ nó đâu phải là ổ bánh mì, nó đâu phải là cọng rau, nó đâu phải là con cá. Mà cái chúng ta cần là ổ bánh mì, cọng rau, con cá. Hiểu không, hiểu không? Và chúng ta in ra tiền. Chứ chúng ta không có ổ bánh mì, không có cọng rau, không có con cá. Thì cọng rau, con cá, ổ bánh mì nó sẽ lên trời gì nè, giá tiền nó lên trời gì nè. Hiểu chưa? Cho nên cái gì mình in tiền ra nó không giúp cho mình giàu. Mà mình phải tạo ra nhiều sản phẩm vật chất. Tức là phải bỏ sức lao động ra, bỏ sức lao động ra nó mới giàu được. Nếu như mà bỏ sức lao động ra nó lại chia làm hai loại nữa, bỏ sức lao động thô và bỏ sức lao động có trí óc, có kèm theo trí tuệ, là hai cái nó khác nhau nữa, nó khác nhau ghê lắm. Thì trong cái kinh tế thị trường này, bỏ sức lao động ra phải kèm với trí tuệ, còn không bỏ sức lao động thô giống như Việt Nam tới mùa hàng tấn thanh long đổ bỏ. Có thể giải cứu thanh long, rồi giải cứu dưa hấu, mà không nghe ai nói giải cứu học sinh lớp 1 chứ. Các bạn đó, các bạn sẽ là người giải cứu đó nha, các bạn cười à. Các bạn đó bị giảng hóa mà lớp 1 chưa học hóa mà sao bạn giải cứu được, đúng không, đúng không? Đúng không? Giải cứu được không? Được không? Trời ơi. Ai Du ơi, Du biết không? Du học ngành gì nè? Sư phạm hóa. Nó khác với hóa không? Bên khoa học tự nhiên có cái ngành hóa nữa, ngành hóa học, đúng không? Ồ, gì khác gì vậy? Một cái là sư phạm là đi dạy hóa, là đi dạy. Vậy thôi hả? Các bạn biết á, các bạn ngồi đây á, các bạn mà học sư phạm đó, là các bạn ra là các bạn làm nhà giáo dục. Nhiệm vụ của các bạn là làm giáo dục, không phải là làm nghiên cứu hóa chất. Các bạn hiểu không? Các bạn nghiên cứu là nghiên cứu giáo dục, mà bạn dựa trên nền tảng kiến thức của môn hóa để bạn nghiên cứu. Mà nghiên cứu là nghiên cứu giáo dục thông qua cái môn hóa. Hiểu chưa? Như vậy, tôi thông qua môn khác được không? Có chết ai đâu. Các bạn coi mà bạn học phổ thông cấp 3 xong rồi, nếu như bạn là một học sinh mà khá giỏi ở cấp 3,
thì kiến thức lớp 10 trở xuống, lớp 12 trở xuống là bạn nắm hết trơn rồi. Có gì bạn biết đâu. Không biết sao ngồi đây được. Thì muốn chết luôn mới ngồi đó. Đúng không? Mà các bạn lên học đại học đi, các bạn sẽ thấy kiến thức đại học và phổ thông dính dáng nhau, ăn nhập. Vậy thì các bạn đã đủ để các bạn dạy môn nào bạn dạy cũng được chứ á. Nếu như các bạn đã có cho mình những cái kỹ năng thuộc về giáo vụ, tức là làm một nhà giáo vô, thì cái môn nào đưa cho bạn cũng làm cũng được trơn á. Nó sẽ khác hoàn toàn với một đứa học ngành hóa học ra dạy học. Ra là nó bơm thuốc vô học sinh không? Hiểu không vậy? Các bạn là nhà giáo dục nha. Nhớ nha, chứ không phải nhà hóa học nha. Nhà giáo dục đó trời. Và các bạn là thuộc vào khoa học xã hội và nhân văn. Nhớ nha, em phải luôn khoa tự nhiên nha. Rồi, tại sao thì coi lại bài trước nha. Bài nào thì không biết thì coi hết nha. Trời ơi. Lộn ngành. Lộn ngành. Được cái chưa? Được cái sơ đồ này không? Tạm đi ha. Rồi vậy nếu như khi chúng ta chưa có thực hiện được cái mô hình này, thì khi đó chúng ta vẫn còn phải xài tiền, chúng ta vẫn còn phải sử dụng tiền vì một số mục đích cố định. Vậy thì chúng ta phải sử dụng tiền như thế nào? Thì có ba cái mục đích chính để chúng ta sử dụng tiền. Chúng ta sử dụng tiền để đáp ứng nhu cầu cơ bản, chúng ta sử dụng tiền để tái sản xuất, và cái cuối cùng là chúng ta sử dụng tiền để bố thí. Bố thí ở đây khác với cách hiểu bình dân, khác với cách hiểu thông thường mà chúng ta hay nghe. Bố thí ở đây là một thuật ngữ trong Phật học. Nói một cách khác, bố thí tức là cho đi. Và cho đi ở đây là cho đi tiền, là tài thí, là mình cho đi những cái tiền, là những cái mình có thể gọi là mình đã giữ, mà mình đã cố gắng giữ gìn nè, mình có thể coi đó là quan trọng nè, mình cho đi cái mình gọi là tiền đó. Thì cho đi để làm gì? Cho đi để mình mất tiền, đúng không? Đâu phải. Nên làm gì? Đích đích. Đó. Chứ tôi đích đâu, tôi cũng thấy tôi hết tiền. Đúng không? Tự nhiên tại sao mình phải sử dụng tiền cho một cái bố thí? Các bạn tiếp cận trên quan niệm đạo đức xã hội ha. Chứ không phải là trên quan niệm Phật học. Đức Phật dạy những cái người đi theo ngài rằng là phải bố thí. Bố thí nó khác với xả thí. Xả thí là cho một người, bố thí là cho nhiều người. Nè, hai cái thuật ngữ. Sao phải bố thí vậy? Vì cái bắt đầu diễn giải ra các nhà xã hội học, các nhà đạo đức học, nhà luân lý học bắt đầu mới giải thích ra là vì chúng ta sống chung với mọi người, chúng ta phải thương yêu tất cả mọi người, phải giúp đỡ tất cả anh em của chúng ta, vân vân. Nó rất là cải lương. Không thiệt. Tôi nghe tại vì tôi đi từ bên đó tôi đi qua mà. Tôi đi bên từ triết học rồi từ tâm lý học rồi đó tôi mới nhào qua Phật học. Và bên bệnh nó giải thích gì đó tôi đọc cho tôi sao nó cải lương quá. Thì trước khi vô, thì vô tới trong Phật học tôi học rồi thì tôi mới thấy là không phải, ông Phật không chẳng là bố thí, không phải đi làm mấy chuyện đó. Tự mấy mẹ kia diễn giải ra vậy đó. Không có đúng. Ông Phật không dạy bố thí là để mục đích khác. Không phải mục đích là để mà giúp đỡ cho anh chị em, rồi thể hiện tình yêu thương đồng loại đồng bào gì, lá lành đùm lá rách gì đó, miền Trung lũ lụt các kiểu, không phải. Chính xác, Đức Phật luôn luôn làm cái chi vì mình trước tiên. Ngài rất hiện sinh. Chứ đừng nói gì giúp đồng bào, anh em, nhân loại chứ mình không lo. Xạo xạo. Toàn nói xạo. Cái gì cho mình, nhưng muốn thấy nó là cái gì cho mình. Xin thưa, nó giúp cho mình dẹp bỏ các cái sự đố kỵ, ganh ghét, hơn thua trong lòng, trong dạ của mình, để mình có được đời sống nội tâm bình an. Mình dám buông ra, mình dám cho đi thì mình buông được cái sự ích kỷ của mình. Mà ích kỷ thì nó khổ. Mà ích kỷ nó dẫn đến gì? Sự ganh ghét với người khác. Khổ. Bay 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 vậy. Cho nên cái chuyện mà mình bố thí mình buông ra để chi? Mình khỏe hơn. Chứ không phải để cho những cái thứ xung quanh nó có lợi ích gì chứ.
để cho mình khỏe hơn, để cho mình có được cái hạnh phúc nội tâm của mình, có sự yên vui của mình, chứ không phải là vì thiên hạ đâu nhé. Ủa và có nhiều người á, học Phật học đó, tìm hiểu Phật giáo kia các kiểu là Phật giáo nhân văn rồi giúp đỡ tất cả mọi người, yêu thương toàn thể chúng sanh đâu, trời ơi, không có phải. Thực hành Phật học đi, mình có hạnh phúc là đầu tiên, còn tất cả những chúng sanh hạnh phúc là kéo theo, do mình có hạnh phúc rồi cho nên họ hưởng té, hiểu không? Mình mà khổ gần chết rồi những người xung quanh mình làm sao mà họ hạnh phúc được, chứ hiểu vậy là hiểu tầm bậy. Để chưa nhân cái cơ hội gì đó sửa cho một xíu chi kiến này, nhiều cái sai lắm. Thì có phải khi đó ai cũng nghĩ cho mình rồi thì mình đâu cần nghĩ cho người khác nữa đúng không? Ai cũng đã muốn có được ích lợi cho mình rồi, thì khi mà mình muốn, tức là trước khi mình cho rằng cái chuyện nghĩ cho mình là một hành động ích kỷ, mình không nghĩ về người khác, thì có phải mình đang muốn nói rằng cái chuyện á là người khác cần cái sự giúp đỡ của mình cần phải nghĩ cho người khác đúng không? Thì khi mình đã hình thành được một cộng đồng ai cũng nghĩ cho mình thì ai cũng đang tốt lên, ai cũng sống hạnh phúc rồi, thì cái chuyện mọi người sẽ cùng nhau sống hạnh phúc là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra, hiểu không vậy? Hơi quỷ sầu quần á, hiểu không vậy? Hiểu không? Thì khi đó tiếng quạo này nó đơ luôn kìa. Đúng, nhưng chỉ cho mình nó nghĩ đúng nha, còn nghĩ sai là bạn chịu rồi, hiểu không? Hiểu không? Còn nghĩ cho mình nó có hai loại, một loại là chân chánh, một loại là bất chánh. Một loại chân chánh là có trí tuệ, một loại bất chánh là do u mê, hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó, mà mình nghĩ cho mình theo kiểu u mê thì mình khổ, mà mình nghĩ cho mình theo kiểu chân chánh đúng đắn thì mình hạnh phúc, hiểu không? Hiểu không? Xong hỏi tiếp đi, thế nào là chân chánh, thế nào là bất chánh, cái gì là sao về biết xài, cái về nghĩ toàn bất chánh không? Nghe nói chân chánh. Hỏi tiếp đi. Ừ, nghĩ cho mình một cách chân chánh là nghĩ như sao? Ví dụ mới vừa nãy nêu ra là gì? Bố thí cho người khác để nuôi dưỡng bình an nội tâm của mình, đó là nghĩ cho mình một cách chân chánh. Không làm tổn hại đến tất cả những người xung quanh mình, tất cả những con vật xung quanh mình. Chứ vậy, để mình có được môi sinh tốt đẹp mà sống, đó là thấu hiểu vì lợi ích của mình cách chân chánh. Mà cái đó bây giờ nó đang rất gần gũ luôn, mà thiên hạ vẫn rất u mê, không biết. Đó là cái chi? Đó là cái điều mà trong Phật học Đức Phật chế ra cho những cái người mà đi theo Ngài đó. Ngài nói không có được làm tổn hại mạng sống của những chúng sanh khác. Chi vậy? Tới bây giờ nó mới la ó nè, chết gụi gần hết rồi, môi trường ô nhiễm gần chết rồi. Tại sao? Vì con người làm tổn hại đến cuộc sống của tất cả những chúng sanh khác. Chứ mà mình tôn trọng cuộc sống của tụi nó, tụi nó đâu có chết đâu, đâu có mất, đâu có tuyệt chủng rồi. Xã hội trái đất này đâu có bị nóng lên, đâu có băng tan, đâu có bão lũ lụt rồi cái nọ. Mình sống tào lao mà, cho người khác ảnh hưởng rồi mình. Cho nên với một người mà có góc nhìn chân chánh rồi đó, người ta tôn trọng mạng sống của tất cả những chúng sanh khác, không phải là vì thương yêu gì tụi nó, nên mình, để mình có được một cái cộng đồng, mọi thứ môi sinh nó tốt đẹp để mình sống hạnh phúc yên vui, hiểu không? Đó giờ có ai giải thích cho các bạn hiểu gì không vậy? Có. Đó giờ bạn nghĩ gì? Nghĩ rồi. Bạn hiểu không? Đó gọi là chân chánh. Rồi cái gì gọi là chân chánh nữa? Không lấy đồ của người ta khi người ta không có cho phép mình. Đó là chân chánh. Ví dụ mà bạn mình nó có cây bút, cây mình chạy qua mình lấy không xài. Ồ, đó là bất chánh. Đó là bất chánh. Rồi xin thưa, nếu mà người ta lấy của bạn vậy, bạn có buồn trong lòng một chút không? Có chứ. Cái này mất lịch sự, xài không được. Có chứ, mình có buồn trong lòng một chút chứ. Thì người ta cũng vậy. Vậy thì cái mối quan hệ đó rạn nứt mà mình không biết. Mình không hề biết chuyện đó. Ý không? Đó mình tôn trọng của người khác. Muốn sử dụng mà mình hỏi. Bạn cho tôi mượn nha. Người ta cho, mình lấy, người ta không cho. Thôi quan hệ mình đi, chuyện mình làm. Thì đâu có bị tổn hại ai đâu. Xin thưa, đó là lo cho chính mình đó. Lo bảo vệ các mối quan hệ của mình đó, chứ không phải là gì khác. Đó là cũng vì mình chứ gì ai.
chứ đâu phải vì ta đâu. Cho nên phải nhìn nó xa hơn như vậy là chân chánh. Hiểu không? Đi là đi, đi là đi. Nãy giờ nghe nhiều thứ rồi. Nghe, nghe cái gì của anh ta. Có ha. À. Những người sau lưng anh chị. Đó là mấy cái chi vậy? Là mấy cái giới nãy nói rồi, nãy giờ mấy cái giới không đó, chứ có gì khác đâu. Tân bữa học có một buổi giới này đúng không? Nói cho các bạn nghe đi. Quên rồi, để lập tập. Lập tập cũng được, nếu như tập có ghi. Giới định nghĩa. Ồ, có 5 giới. Giới là đầu tiên là không sát sanh. Ừ. Không trộm cắp. Ừ. Không cướp. Ừ. Không tà dâm. Ừ. Không mấy ba rồi, nó xè bắn tay luôn đó. Còn gì nữa? Không gì nữa. Ôi trời, không gì nữa. Không nói dối. Ô giỏi, không nói dối. Cái cuối cùng luôn. Không gì. Thì quay xuống hỏi hỏi người dạy, dạy con á. Của bia rượu các chất kích thích à, dễ vui sử dụng bia rượu kích thích. Rồi năm cái đó người ta không có hiểu, người ta nói năm cái đó xài á đặng giữ gìn như vậy đặng cho mọi người xung quanh tốt, làm là không có cho mình tốt chứ không có gì liên quan gì tới xung quanh trơn á, mình hạnh phúc trước rồi mấy người xung quanh ăn ké thôi. Không có hiểu, không có hiểu biết cho nên nó là không có, có biết được cái điều đó ích lợi như thế nào. Giải thích toàn tào lao không à. Cho nên nó nghe đến mấy cái đó đó mình thấy cái gì lạ lạ của sao kỳ cái này mà sao mình hạnh phúc ta thì hỏi nghe. Rồi được chưa? Rồi các bạn khác muốn biết thêm thì học chung với Tân nha. Bởi tới Tân học có một mình rồi đúng không? Mình trong cái khóa này nè. Các đồng bào đồng chí đây là có nên Tân học thôi. Lớp bổ trợ cũng thấy có mình Tân đi học nè. Các bạn khác cố gắng thu xếp nha. Chứ ở nhà ngủ như tí quạo là lên cân đó. Bà ngấn này gan ngủ đi còn một ngấn nữa. Rồi các bạn thấy cái chữ làm giặt không? Thì tóm lại làm sao làm dùng gì dùng thì tức là mình vẫn phải dùng những điều gì có ích lợi cho ta với lợi cho người được không? Và không chỉ việc dùng tiền không, mình làm cái gì cũng vậy. Miễn cái một cái điều đó khi đó mình làm nó có ích lợi cho mình, có ích lợi cho người thì đó một chuyện đáng làm. Nha. Rồi, thì chúng ta đã biết cách sử dụng tiền nhằm mục đích gì, biết tiền là cái gì. Vậy thì mình vẫn phải kiếm tiền để mình có được tiền để mình xài đúng không? Thì mình vẫn phải kiếm tiền. Và kiếm tiền một cách chân chánh thì khác với kiếm tiền một cách bất chánh. Thì chúng ta có hai khái niệm trên mặt hành là kiếm tiền với kiếm sống. Thì chắc cái phần này cho thầy nói đi cho nó gần gũi các bạn. Thì chứ kiếm tiền nó khác kiếm sống không? Hả? Khác sao? Mời mời đồng chí đó. Vậy ha, rồi mời chim bên đây kiếm tiền là kiếm tiền làm cho kiếm sống. Thì giống như ông bên đây nói nó nô nghe. Ok rồi, cô này nãy có ý kiến kiếm tiền là chỉ kiếm là tiền thôi mà chưa chắc mình sống, chưa chắc đủ thôi cho cuộc sống, không phải mà kiếm sống là mình phải kiếm sao cho đủ thôi cuộc sống hàng ngày đúng không? Là kiếm cái gì? Là kiếm tiền. Là cũng giống ý là kiếm tiền. Trang sao? Nghĩ thì sao?
Để mình sống. Ok, cảm ơn các bạn. Khi mà các bạn lớn lên, từ gia đình mà bước ra, thì thông thường gia đình sẽ nói rằng là con lớn rồi, phải tự kiếm sống. Hay gia đình nói là con lớn rồi, phải tự kiếm tiền, kiếm sống, kiếm sống, nhớ nhà, kiếm sống. Thì kiếm sống là kiếm cái thứ gì mà để mình sống, chứ không nhất thiết đó là kiếm tiền. Không nhất thiết đó là kiếm tiền. Hồi nãy mình mới xong cái mô hình hồi nãy xong rồi. Cái gì mà cần cho tôi để tôi sống thì tôi kiếm cái đó thôi. Nếu như tôi có đủ rồi, tôi không cần tiền thì thôi. Hiểu không? Trời, quý vị vẫn là bị cái tiền nó ám nặng dữ lắm. Tiền ám quý vị nặng ghê lắm luôn á. Tức là mình nghĩ là kiếm sống là phải kiếm tiền trong đó hà. Đâu có. Kiếm thứ gì miễn sao tôi sống thôi. Có thể nếu như mà quý vị đã có cái mô hình của quý vị rồi, quý vị đâu có cần. Cần tiền đâu, quý vị vẫn sống mà. Hiểu không, hiểu không? À, ở đây ai từ quê lên? Một, hai, ba, bốn. Từ quê đây không phải là quê Cà Mau, quê gì dưới lên. Rồi, ok. Rồi, vậy thì các bạn có biết ruộng vườn không? Ờ, biết đúng không? Ờ, có ai đi ruộng đi vườn được không? Ồ, khó luôn ha. Vui. Vui. Vì đó, nếu như mà các bạn ở vườn, tôi giả sử như các bạn có khoảng 1 hectare để các bạn chia ra trồng các loại cây, nuôi con nọ con kia, bla bla bla, mọi thứ mà các bạn để các bạn sinh sống như dạng nông trại vậy đó. Vì các bạn có được một cái cuộc sống mà bạn cần bất kỳ cái việc ăn uống ngủ nghỉ gì là đều có hết. Vì như vậy bạn thấy là cái đời sống mà cần tiền đối với bạn là vô bổ nữa. Tiền đối với bạn là vô bổ nữa, tại vì ra bởi vì bạn đói có đồ ăn này. Đó là có đồ ăn, có mọi thứ nó có hết được cái tiện chí. Lúc này là bạn phải kiếm sống à. Kiếm sống chứ đâu có kiếm tiền đâu. Kiếm những thứ để bạn sống. Ví dụ bạn phải đi kiếm rau này để chiều nay về luộc, đi kiếm sống. Ai có ai dưới quê có hái rau bao giờ chưa? Ồ có ha. Ờ đó, đó là đi kiếm sống đó. Đó là kiếm sống chứ đâu phải đi kiếm tiền đâu. Hiểu chưa? Hai cái này nó khác nhau. Hai này nó khác nhau, nó không giống nhau. Vì sao mà kiếm tiền cần phải chân chánh? Vì sao kiếm tiền cần phải chân chánh? Vì sao kiếm tiền cần phải chân chánh? Vì nếu mà mình không có chân chánh, mình ảnh hưởng đến rất nhiều những người xung quanh mình, mà những người xung quanh nó tác động ngược lại với mình, làm cho đời sống mình trở nên đau khổ, phiền não, bất tận nguyện, đủ thứ hết. Có 5 cái thứ mà mình không có được làm để kiếm tiền. Có 5 cái thứ nó gọi là nghề bất chánh. Có 5 cái nghề bất chánh mình phải né ra, làm gì được chứ, né 5 nghề đó ra giùm ơn giùm phước. Tại vì dù mình làm 5 cái nghề đó nhiều quá thì sao? Cái xã hội ngày càng nó đòi bại xuống. Giờ mình sống trong cái xã hội mà đòi bại xuống thôi, mình làm sao mình có hạnh phúc được. Có 5 cái nghề như vậy, ai biết 5 cái nghề đó là gì không? Có học chưa ta? Còn nói ha, đâu nhắc lại số 1 là gì nè. Ồ ok rồi, vũ khí luôn cũng được. Mặc dù là nó không có đúng thứ tự đó, nhưng mà thôi kệ. Ừ, chất độc, rồi ok. Ồ, tức là buôn bán chúng sanh đó đúng không? Ồ, tức là động vật quan giả, giờ đứa nào bán đi phạt cái lội mắt luôn. Cái gì nữa con? Trời, cái gì quan trọng nhất là nó bỏ số đích hả? Thằng này ngộ vậy đó. Hả? Buôn bán người và nội tạng, người nó cho bán ha. Rồi cái năm rượu nè, chất say, chất kích thích rồi nè, vân vân vân. Đây là 5 cái nghề phải né ra. 5 cái nghề này mà phát triển là xã hội tiêu vong, là xã hội tiêu vong chắc chắn luôn. 5 cái nghề này là nghề bất chánh, phải né ra, làm gì nó làm. Trong đây cái nghề mà bây giờ nó trở thành thịnh hành mà nó là một nghề hot luôn. Quý vị biết bán gì không?
mình dùng khí ha, mình nội tạng ha, mình đi bóng mạch tí nữa ha. Tất cả mấy cái bạn nó đâu có hot đâu. Tại vì sao? Mảng ngành nó đâu có đâu mà hot. Đâu có mảng ngành đâu đúng không? Đăng ký vô được không? Mà có mảng ngành chứ cái nghề đó đâu có mảng ngành đâu hot. Nghề đó là nghề lậu. Nghề lậu nó đâu có hot. À, đúng rồi. À, số 2. Bán bia. Rượu bia trời. Giàu không? Ồ, giàu kinh không? Kinh luôn đó, đất nước bại vong đó. Đất nước có đọc sách đâu, toàn uống rượu bia không. Bánh nhậu đầy luôn ha. Ờ, ầm ầm luôn. Mà có một cái khác nó đầy hơn quán nhậu luôn. Không. Đầy hơn quán nhậu luôn. Ồ, giờ là các bạn biết ha. Bạn biết. Chứ giờ nó nói tới quê của các bạn luôn rồi đó. Đó là tiệm thuốc Tây. Tiệm thuốc, tiệm thuốc đầy luôn. Một cái tiệm rượu lên là thấy có tiệm thuốc lên đó. Đặng chị uống này bệnh qua đây uống thuốc. Mà về tới quê của tôi đó là không có tiệm rượu bia nha, chứ có tiệm thuốc tây luôn á. Ghê vậy á. Nó nằm đâu biết không? Số 2 nè. Đây là vị trí số 1 nguy hiểm. Giờ bây giờ nó trở thành hot đó, tức là chất độc á, buôn bán chất độc. Hiểu không? Buôn bán chất độc nó nguy hiểm dữ lắm luôn. Mà bây giờ người ta ùn ùn luôn mà nó ngành hot luôn mà, đúng không? Ngành nó hot không? Hot. Mà quý vị nghĩ đi, quý vị mà cái ngành đó hot mà nhiều người lớn vô trong đó để kiếm tiền mà người ta giàu không? Giàu. Bao nhiêu đứa bệnh, bao nhiêu đứa bệnh để nó giàu đó. Hiểu không? Có những ngành trong xã hội không có được phát triển, nó mà phát triển một cái là xã hội bại vong luôn. Nguy hiểm lắm. Mà đâu có biết đâu, học đâu biết. Học đâu biết, liều mạng, quốc đại nào tới tới. Trời ơi, nguy hiểm lắm. Cũng liên quan tới chất độc nữa là cái chi, thuốc bổ vệ thực vật. Thuốc bổ vệ thực vật giờ nó bán tràn lan luôn. Đầy đường. Tùm lum tùm la hết luôn. Về mà cầm cái trái cây lên không biết không dám ăn. Nên cái này xịt bao lâu rồi. Không dám ăn. Vậy đó, chất độc đó xin thưa. Bắt con cá lên. Ăn kháng sinh, ăn thuốc, ăn toàn là thuốc không. Cái gì đi? Đó thì quý vị thấy không? Bệnh. Bệnh thì anh kia bán thuốc tây. Rồi, xong rồi. Rồi kiếm tiền trên nỗi đau khổ của người khác. Làm sao ăn vui? Xã hội sống trong xã hội gì làm sao ăn vui? Hiểu chưa? Năm nghề gọi là năm nghề tà mạng. Kiếm tiền đó không có chân chánh. Kiếm tiền đó phải né ra, không có được. Không có được dính vô đó. Xã hội mà càng nhiều cái đó, xã hội nó càng ngày càng lụng bại xuống. Vậy đó. Cho nên tự suy xét ha. Tự suy xét từ trong lựa chứ á. Mà hai cái ngành mà cũng rất chi là nguy hiểm đó là sinh với quá đó. Ừ, cũng hai ngành rất chi là nguy hiểm đó. Gần gần nó nghe cái bên không đó nghe. Trời trời, cái kế bên không đó nghe. Thì vô bệnh viện cẩn thận nghe tí quạo. Quạo quạo nó nổ cái hiền, cái không còn cọng tóc luôn. Rồi hiểu chưa, hiểu à, kiếm tiền chân chánh được chưa? Tình huống hả? Có thấy không? Có cái tình huống cho cả các chuyển tình huống thành bài tập luôn quá. Vậy cho các bạn bài tập về nhà hả? Dạ cũng được. Mình cũng có một tình huống. Các bạn có nhớ tình huống đầu tiên các bạn đến với cái lớp này là bạn giải quyết tình huống gì không? Lớp tập nhất cối liền trời. Nè, tình huống thứ hai trong khóa học của mình. Có 1.25 tỷ người trên thế giới có nguy cơ thất nghiệp hoặc giảm lương. Vậy thì bạn sẽ làm gì và chuẩn bị gì khi đứng trước thực trạng xã hội như vậy? Giờ các bạn muốn giải quyết ngay tại lớp hay là về nhà? Ngay lớp luôn đúng không? Rồi. Vậy thì cho các bạn 5 phút nha. Suy nghĩ đi.
3 phút nữa. Không ai hết trơn, tôi mời nha. Nhi chứ học ra không có việc làm sao kiếm tiền. Đâu có nhất thiết rồi học cho có làm cái việc mà cho nhà nước của các kiểu đâu, mình không có làm cái nghề gì nữa. Nhưng bán bún riêu. Mình làm cái bán bún riêu đây thì mình làm chủ, mình còn tạo việc làm cho nhiều người khác nữa. Chứ đâu phải nhất thiết mình phải đi làm ăn lương đâu. Nhưng mà cái quan niệm nó sai từ lúc nhỏ rồi. Hai người này phối hợp nhau mở công ty được nè. Rồi ở dưới từ trang ha. Mặt đó chứ mặt. Tức là đưa trường hợp về quê hả? Rồi cũng được, cảm ơn Trang tới tại. Còn nếu mình
Xã hội lâm cống. Là chuẩn bị tâm lý. Tức là mình chuẩn bị tâm lý trước thôi. Bấm đề nè. Nếu mà không muốn đắp cho kiến thức, đắp thì chưa thì cũng không được, hiểu không? Ừ. Tức là nó thiết thực vô là bạn là chính mình ấy, mình sẽ làm cái gì. Còn ví dụ như hồi nãy đó là có các bạn đó là mình sẽ khởi nghiệp, mình tạo ra công việc làm người khác, vô cái kiểu vậy. Bạn làm gì để khởi nghiệp? Bạn chuẩn bị gì? Kiến thức gì? Vậy thôi, sạc nghiệp. Đó là phải đi vô trả lời tất cả những cái câu hỏi đó đó, hiểu chưa? Chứ không phải chỉ mình chỉ dừng lại đứng ngoài đường mình nghe gì thôi, cái mình cho dùm ba ý không, nó đợi mình á. Các bạn mà ngồi đây, nếu như các bạn đang là năm tư đại học thì câu hỏi này sẽ làm đích bậc bạn thốn lắm đó. Để tới mình rồi chứ cho đâu xa nữa đâu, nó bắt đầu đắp kiến thức được nữa. Gì đắp nữa mà đắp chiếu luôn cái đắp kiến thức. Hiểu không? Cái bên mình luôn á, chứ không có xa vời đâu. Cho nên đó, nãy giờ các bạn thấy không? Tôi phân tích cho tôi nói xong, các bạn quay trở lại vẫn nhớ được cái câu trả lời của mình thôi. Xem là có phải nó rất là cải lương không? Nó không có thiết thực gì trong cuộc đời của mình. Ngay bây giờ nếu các bạn không có câu trả lời cho nó một cách thiết thực, làm gì? Thời gian thì vẫn trôi qua, mặt trời rồi cũng lặn xuống hết một ngày. Ta đã làm chi giải quyết chuyện này? Cái ngày dần đến lúc ta rời bỏ nhà trường sẽ đến đó. Ta làm sao đây? Về bám váy mẹ. Ôi cái suy nghĩ, phải suy nghĩ sâu xa lắm á, chứ không phải chỉ dừng lại như vậy, chưa đủ cho cuộc đời của các bạn đâu. Đó, Trang suy nghĩ sâu xa luôn.
suy nghĩ đi, có gì hỏi thì hỏi, chuẩn bị tới vấn đáp đó. Các bạn còn thấy khúc mắc gì không trong cái việc giải quyết tình huống này, hay là tôi giải quyết gì với ai nói tôi nghe không? Cởi tôi đi, đừng mong đuổi thay tôi làm gì. Ố ồ, thất nghiệp mẹ tôi nuôi tôi, kệ tôi chứ. Cởi tôi đi, nói hồi giận à. Nói hồi là quạo à. Còn trăn trở gì không, đem ra hết luôn, tại vì phần tiếp theo của mình nè là cái phần rất là quen thuộc. Mặc dù buồn đầu buổi và cuối buổi lúc nào cũng làm. Tương tác 2-30 chiều luôn đó. Tương tác khiến là nhiều khi nó sợ. Còn khúc mắc gì không? Thì hỏi gì hỏi. Nhất là các bạn đi bên sư phạm. Tại vì sao mà tôi rất là quan tâm như vậy? Là bởi vì bạn chết thì tôi không nói gì rồi. Cái là bạn chết bao nhiêu người nữa đó. Đó vậy đó, trời ơi, trong đó có con cái cháu chắc dòng họ, anh em chú bác tôi chồng nữa. Bây giờ tôi sợ. Cho nên làm thầy thì phải có sự thông suốt, mình ảnh hưởng người khác nhiều lắm. Cái thầy mới nói là nghĩ cho mình một cách chân chánh đó mọi người, đúng không? Tôi sợ mai mốt thế hệ sau của tôi nè, sợ mai mốt tôi sống trong một cái xã hội toàn những người như vậy không thì tôi mới đi làm chuyện này nè. Có phải tôi nghĩ cho tôi không? Nhưng nghĩ cho tôi có phải chân chánh không? Em chưa. Sao? Anh có câu hỏi không, đặt ra đi suy nghĩ chứ. Mà tôi là các bạn là nãy giờ tôi thấy rất nhiều câu hỏi nó bị rối rắm vòng gì nè, mà không có ai muốn hết trơn, không ai muốn tháo ra trơn á. Cởi tôi đi thì thôi chứ sao giờ. Thân chủ không có nhu cầu, nhà trị liệu định bó tay ơi. Nhu cầu gì? Đó tức là bạn hỏi là nhu cầu cá nhân hàng ngày là nhu cầu gì. Xin thưa, nó có bốn nhu cầu chính mà người ta cần phải đáp ứng. Thứ nhất là ăn, không ăn chết, ăn phải đáp ứng. Mát, chị ngủ mà cần tiền nữa hả, hay vậy. Lúc nào vậy? Tiền mà mới lạnh. Ăn nè, mặc nè, được chưa? Thứ ba là ở, được không? Thứ tư là thuốc men chữa bệnh đó. Có bốn nhu cầu cần thôi là duy trì được chúng ta có sự sống rồi. Đó là nhu cầu hàng ngày sinh hoạt của chúng ta. Bao nhiêu là đủ? Ví dụ như nhà lợi đi, hiện tại lợi lên đây nè, lợi chắc chắn thế nào cũng phải nhiều hơn 2 bộ đồ, đúng không? Một ngày đi học ở trường, lợi bận mấy bộ đồ trên người? Dữ vậy? Lớp bận 8 bộ cũng lớp luôn hả? Hiểu chưa? Khi á, rất là nhiều người, người ta có nhiều nhà lắm kìa. Người ta nhiều nhà lắm. Cái tôi mới hỏi chứ ban đêm ban ngủ đó, ví dụ như từ 6 giờ tới 7 giờ ngủ tầng 1, xong 7 giờ 8 giờ lên tầng 2 ngủ, 8 giờ 9 giờ lên tầng 3 ngủ. Vì nó mới hết một cái nhà mình để bỏ uổng. Có gì không? Chỉ có điên nó mới làm vậy. Đúng không? Để các bạn nhìn lại đi, thật cái gì chúng ta cái nhu cầu mà ngủ chúng ta chi? Chi có gì? Dài 1m6, ngang 1m rồi xong rồi đó. Hết rồi đó. Thì chúng ta có bao nhiêu cái giường đi chăng nữa, bao nhiêu cái nhà nữa cũng ngủ có cái à. Mà chúng ta hy sinh cả đời nó đi đào nha, đi cài cuốc nha, để cuối cùng rồi đi ngủ cũng nhiều. Rồi ăn cơm,
một ngày bà ăn hết 50 kg gạo không? Có. Trời ăn cái chỗ chết hả? Hiểu không? Ngày nhiều lắm là ăn 1 lít gạo là nhiều lắm luôn rồi đó. Lít lạng ký. Ờ, đó lít gạo, lít 3 lon gạo đó. Đó là rất nhiều luôn. Để vậy không? Rồi tôi cho các bạn luôn ăn tôm hùm, di cá, bào ngư luôn nữa. Thì bạn ăn maximum cũng đầy cái bộ tử bạn hết chỗ chứa. Đúng không? Vậy đó mà chúng ta đi đào mới cài cuốc chi. Cô kinh khiếp vậy đó, cuối cùng cũng có nhiều hơn. Mà còn chưa nói cái chuyện nữa là gì. Các bạn nói là ông chùa ăn cái này ngon, cái này không ngon khác nhau. Ngon hay không ngon là do tâm chứ không phải do cái miệng. Ví dụ cái bồ bạn mới cắm sừng bạn ăn thịt gồng mà cũng không ngon nữa. Đồng ý không? Ừ mà bạn ngồi ăn mì gói với bồ bạn rồi quấn quýt coi nhau hạnh phúc biết nhiêu. Khác nhau dữ lắm, khác nhau lắm. Vậy thì ngon không ngon vô cái tâm chứ đâu phải vô cái miệng đâu. Rất nhiều cái người ta bị hiểu sai. Mà tại vì người ta đâu có hỏi đâu, chứ người ta đâu có biết. Được chưa? Ôi đúng rồi, tôi để nguyên cái thuốc luôn kìa, nhìn sau lưng cái bên khuôn luôn á, nhìn cái bên luôn á, mà thuốc tôi lấy đâu biết không, giờ quê lấy đó. Bây giờ nãy tôi mới hỏi các bạn có quê không, tại tôi cũng có quê vậy đó. Ừ. Cây cam nhà tôi tuốt gần hết lá đó. Đó cũng phải để dành chứ, tại sao, tại vì bạn cứ nghĩ mình là uống thuốc tây à. Cái thuốc men là nói chung cái nhu cầu của mình nó phải thuốc tây nha. Là thuốc tây là gì rồi? Rồi nãy nói gì, nó là chất độc, không tin chứ không, giờ quốc vị paracetamol thử mời gặp nhau không biết liền. Không phải tác dụng phụ chết liền chứ không phải tác dụng phụ không, giờ quốc đi quốc vị rồi mời không còn gặp nhau nữa, biển bạc đầu không nhớ luôn á. Nói chung thuốc độc nha, nó là thuốc độc. Mà cái thuốc men của mình ở đây đang nói tới đó là từ cây cỏ, là thuốc đông y á, là cái đó đó chứ không phải là thuốc tây đâu. Mà mình cứ nhồi sọ là hệ thuốc, là bệnh thuốc, thuốc tây hay bệnh thuốc, thuốc tây biết rồi chết, nó suy nhược chống nổi hết đó. Tại người ta ngu, tại người ta ngu, tại người ta đâu có học đâu mà người ta cũng không chịu hỏi nữa, buồn vậy đó. Ờ, tại vì sao? Tại nó đâu có học đâu mà nó biết. Từ nhỏ tới lớn nó đã bị nhồi sọ từ nhỏ tới lớn, toán lý, hóa sinh, văn sử địa, tiếng Anh đó. Chứ có biết gì khác đâu. Cho nên bây giờ lớn rồi phải biết nghe. Lớn rồi phải biết. Biết làm gì sau này còn giúp cho đàn em thế hệ sau nữa. Chân thôi chết luôn. Nhiều lấy lắm, nhiều cây gối lắm. Tại vì hồi lúc đó tôi mà mới bắt đầu vô, bao nhiêu câu hỏi trên lớp trên đầu tôi rớt xuống. Tôi cũng phải ngồi suy nghĩ vậy đó. Kỳ. Chỗ này kỳ. Chỗ này cũng kỳ nữa. Chỗ này kỳ nữa. Chỗ này quá kỳ cục. Phải ngồi gỡ từng câu vậy đó. Cho nên là các bạn giờ rối liều lắm mà các bạn không thấy thôi. Còn không? Mời. Bốn thứ, bốn trụ cột tri thức là bắt buộc, dù du học ngành nào du cũng phải biết bốn trụ cột tri thức hết. Nó là kiến thức bị sống. Nếu như ai mà chọn cái ngành nghề mà rớt vô trong một trong bốn này thì rất tuyệt vời. Vì sao vậy? Đỡ phải học thêm cái nữa. Ví dụ như mà này bà học bên gì nè, chất lượng cái gì, kinh tế đúng không? Để bà muốn học kinh tế muốn chết nữa kìa, bà phải học bốn cái này thì cộng thêm kinh tế nữa, quái máu không? Để trong khi đó là quý vị sẵn giáo dục luôn, ngay ổ luôn, khỏe ghê như con bò kéo xe luôn. Nhưng mà mùa không gắng học nữa là rồi luôn. Bốn cái này nó giúp cho quý vị thông tuệ. Và nếu như quý vị kiếm sống bằng cái lưỡi, bằng nước bọt, thì phải biết bốn này gành gọn. Còn không thôi thì phải lấm lem đôi bàn tay. Hiểu không? Giáo dục học, triết học, tâm linh học. Phải biết.
biết nó bị sống. Mà sướng không, sư phạm là sướng, sướng cha sướng mẹ thiên hạ luôn. Vừa sống vừa kiếm tiền, trời ơi nó sướng. À, có nhiều đó vừa sống vừa kiếm tiền nữa. Sướng lắm, sướng lắm, sướng lắm. Nhưng mà vô trường thì không sướng nha. Vô trường thì nó tập sạp của đế. Chuẩn bị cái đó nghe. Các bạn phải biết 6 bạn ngồi ở đây nè, cũng như các bạn đang xem live hoặc các bạn đang học online, may mắn hơn rất là nhiều người đó. Tôi cũng may mắn lắm, tôi mới được học ở đây nè, tôi mới có cơ hội tôi ngồi ở đây tôi chia sẻ các bạn. Còn rất là nhiều ngoài xã hội thì thành phố Cần Thơ nó phải như cái trung tâm mình thôi là đủ đâu, còn nhiều lắm luôn á, tính bằng chục ngàn. Nói đâu xa, mới bước vô nhìn lớp mình biết rồi, lớp nước mắt. Mà vô cái cũng bị cuốn theo đó, cũng bị cuốn trong những cái tư tưởng cũ nè. Thì ngày hôm nay đã trôi qua như một quá khứ không bao giờ nhớ tới nữa. Giống như chỉ cần có, giống như đặt chân tới đây giống như là một kỷ niệm đẹp trong quá khứ tôi thôi. Chứ mai là tôi đã quay về những cuộc vui rồi. Phụ phàng chi bấy quá công. Đúng không? Mai thứ ba đó có tiết cũng các bạn đó. Nhớ mình học rồi, mình đã khác rồi. À, mình đi học là một con người khác. Mình đi học với vai trò là một nhà giáo dục. Nhớ nha. À, chứ không phải là đi học với vai trò là một con sen của bộ giáo dục. Biết con sen của bộ giáo dục không? Là đứng lại trên lớp mình nhảy lại sách giáo khoa là con sen của bộ giáo dục. Mình rồi từ từ các bạn sẽ được dạy kiểu như vậy đó. Rồi từ từ biết quen à. Biết quen rồi sẽ thành một con sen thiện xảo. Thiện xảo lắm rồi nha. Giải mỗi đề luôn. Bấm máy cạch cạch 30 giây ra, 30 giây ra. Để làm gì? Mà tới lúc đó người ta không còn thèm để hỏi cái câu là để làm gì đâu. Vì sao? Vì giải 30 giây ra người ta có tiền. Không tin vậy hỏi người cố vấn cái gì ở trường đại học rồi. Tiền không á. Đúng không? Luyện thi tiền không? Tiền. Nó giải cái này muốn chết tiền đó. Khác không? Khác chứ. Khác chứ. Làm giáo dục nó khác. Đó, mà làm giáo dục mà bất chánh là chết. Nguy hiểm lắm, mà xã hội chúng ta đang bị điều đó. Đường nào cũng bất chánh hết, cho nên đường mình phải chân chánh con. Ừ. Chứ đừng có bi quan vậy, trời đường nào cũng bất chánh hết. Ta trong đường đó, gọi tiêu luôn rồi. Coi thằng này. Như nãy Toàn chuẩn bị đi làm một trong 1,5 tỷ người đó. Chuẩn bị luôn. Chứ mình là không có chịu đi ra nha. Mình chuẩn bị tâm lý cho mình là người trong đó. Ở trong luôn cướp bộ xác đi. Trời ơi, quý vị ơi, phải tư duy vượt ra khỏi cái hộp giùm một cái. Toàn tư duy trong hộp không à. Xỉu rồi đó. Ok chưa? Tối nay có bánh thanh á nha. Má là gì tối nay học biết. Ai mà rảnh rảnh đó, lên nghe cũng được. Lên nghe là tôi cũng vui rồi. Cái vụ mình lớp được tới đây nữa trò tuyệt vời. Tốt lành vô cùng luôn. Đấm tầng. Thiên đời. Ghé đi học tìm hiểu biết thêm cái mới rồi. Dù gì mình cũng lên Cần Thơ rồi. Dù sau này mình lỡ mà mình về mình giống như 1,25 tỷ người này thì mình có chút gì đó là cái ký ức tốt đẹp cho con mình. Cho nên mình nói thôi, dù nói hồi xưa là cha học mấy cái là cha biết nhiều thứ lắm con ơi, tại cha không làm thôi. Bây giờ tới tụi con ghét làm nha, ít nhất là mình cũng cho phép con cái mình nó làm. Hy sinh đời bố cũng cố đời con. Chứ thôi không biết gì hết trơn luôn rồi tới đời con. Mày không được làm đó, mày không được làm đó, mày làm theo tao ấy. Trời ơi, là gồi luôn. Là gồi luôn. Đó, bị vậy nhiều lắm. Rồi chưa? Ok, nghỉ nghe. Không nói gì nữa. Bài tập chỉ thấy có hàng nợ thôi nha. Có Nhi có gửi. Nhi có gửi bài phân tích rất là xong. Ai nợ thì đó lời nha. Em Ngọc là người đó dốt quá. Tối là từ 21 giờ. Tại vì thường sẽ chờ các bạn vô đủ thì trước đó là chị đặt câu hỏi bắt đi bấm bát luôn là như vậy mà đặt câu hỏi thì chưa có gửi link vô bài mới gửi link
nhiều. Bye.